Xin chào các bạn nha, hôm nay chúng ta cùng Bay Chip chơi chơi tìm đồ chơi các bạn ơi. Wow, Bay Chip cầm một dây này. Wow, Bay Chip cùng một chú cá sấu đi tìm đồ chơi. Ta đi thôi, Wow, một chiếc siêu xe đang chở máy bay trực thăng các bạn ơi. Wow, một chiếc xe ô tô siêu xe đang chở một chiếc trực thăng đang bay trên. Wow, đẳng cấp quá các bạn ơi. Wow, một chiếc máy bay, một chiếc siêu xe zin quay vòng. Wow, một chiếc xe cảnh sát đang chở siêu xe máy bay quá rồi. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Wow, bạn ơi, một chiếc xe gì đây? Wow, một chiếc xe đua phân khối F1 rất đẳng cấp các bạn ơi. Zin. Wow, đẳng cấp quá các bạn ơi. Wow, một chiếc máy múc các bạn ơi. Wow, một chiếc xe tải đang chở siêu xe các bạn ơi. Ở đây là siêu nhân anh hùng các bạn ơi. Wow, bật lên là siêu nhân và gặp xuống là ô tô các bạn ơi. Wow, một chiếc xe đẳng cấp quá các bạn ơi. Wow, bạn ơi. Đẳng cấp. Wow, một chiếc xe bánh to các bạn ơi. Zin. Ok các bạn ơi. Wow, bạn ơi, ra đây có một chú chó cứu hộ các bạn ơi. Một chú chó cứu hộ đang lái xe cảnh sát đi tuần tra các bạn ơi. Bốc đầu là ok các bạn ơi. Wow, zin. Ok, wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Wow, một chiếc xe phân khối F2 các bạn ơi. Zin. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Wow, một chú khỉ bắn kem các bạn ơi. Wow, ai mua kem không? Wow, bạn ơi, siêu nhân đang đổ xăng các bạn ơi. Wow, cây xăng yêu. Wow, một chiếc máy bay các bạn ơi. Wow, mấy chiếc tin video đây. Mấy chiếc tin điện thoại di động các bạn ơi. Wow, như nào các bạn ơi? Máy bay phản lực các bạn ơi. Wow, một chiếc G63 đẳng cấp các bạn ơi. Wow, hai chiếc G63. Wow. Cánh mở được chiếc G63 đẳng cấp các bạn ơi. Mở được các cánh cửa các bạn ơi. Mở được cả cốp xe. Wow, đằng sau mở được không anh em ạ. Wow, cũng mở được lốt rất là đẳng cấp các bạn ơi. Wow, mở được hai cánh cửa. Ôi trời, đẳng cấp quá. Zin, ok, wow, phóng rất là nhanh các bạn ơi. Wow, nhiều đồ chơi quá các bạn ơi. Wow, một chú cá này, một chú cá cờ rất đẹp các bạn ơi. Wow, một chú sò rất đẹp các bạn ơi. Wow, đây cũng là một chú cá đầu rất là đẹp các bạn ơi. Wow, kiểu thích. Wow, mình bắt được quả trứng này các bạn ơi, trứng khủng long các bạn ơi. Wow, xe buýt đang chở siêu nhân anh hùng đi thôi đi thôi. Zin. Wow, xe cảnh sát đẳng cấp các bạn ơi, một chiếc xe cảnh sát. Wow, nhiều đồ chơi các bạn ơi. Wow, mình vẫn đem ra một khẩu súng bạn ơi. Bùm. Wow, nhiều đồ chơi. Wow, một chiếc siêu xe địa hình các bạn ơi. Zin. Wow. Ok, bye bye các bạn nha. Đây này, bye bye các bạn. Chúc bye bye các bạn ơi. Bye bye.